Chào mừng các bạn đến với chương trình học kanji qua câu chuyện. Mình là Toàn đến từ tiếng Nhật 21 ngày. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài 54. Mình sẽ cùng tìm hiểu những kanji của bộ phản là trong nghĩa là phản đối. Thì hôm nay mình sẽ có 10 kanji à, giống nhau, đó là cùng có bộ phản. Thì rất là thú vị thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Chúng ta cùng tìm hiểu những kanji của phản là trong nghĩa là phản đối. Thì đầu tiên mình sẽ tìm hiểu chữ phản này. Trong nghĩa là phản đối. Thì bên ngoài của nó là sườn núi. Bên trong là hậu lại đúng không ạ? À, thì câu chuyện là đi lại dưới sườn núi là phản đối. Đây, dưới sườn núi nhé. Đang đi lại này là đang phản đối. Đó, rất là dễ đúng không ạ? Ở trong từ vựng là Hantai là phản đối. Đây, chữ phản này. Chuyển về hòn này chữ đối này chuyển về tài này đấy là chuyển âm nhé các bạn tách ra đó, và các bạn chuyển tương ứng ví dụ như là y hon là vi phạm đây mà là vi phản nhé chữ vi chuyển về y này chữ phản này chuyển về hòn này đó tách ra thì các bạn thấy chữ phản lúc nào cũng chuyển về han đúng không hoặc là một từ cuối cùng đó là hano là, là phản ứng đây chữ phản này chuyển về han này chữ ứng này chuyển về nộ no. đó thì chữ phản ở đâu trong từ vựng nào gần như cũng chuyển về hàn đúng không ạ đây là chuyển âm bây giờ mình thêm cái bộ màu xanh phản này thì ở uh, màu đỏ là phản đối đúng không đó phản đối dẫn tới trả lại à, đây là trả lại trả lại đồ này ở trong động từ là cái sự là trả lại hoặc là henji henji là sự trả lời tức là trả lời lại đối đáp lại đúng không thêm đất bây giờ phản mà thêm đất thì là cái dốc đó câu chuyện là phản đối à, đi vào chỗ đất bị dốc này ở trong từ vựng là sá co là cái dốc đó tức là chỗ đất mà nó phản phản lên đúng không ngược ngược lên là cái dốc đây là có thực ăn và có phản đối thì câu chuyện là phản đối ăn cơm đây phản đối việc ăn cơm thì rất là thích ăn phở đúng không đây phản đối ăn thực bộ thực nhé đây là bộ thực phản đối ăn cơm Thế các bạn chỉ cần nhớ cái, cái cái cái, bộ màu xanh thêm vào thôi thì bạn phân biệt nó nghĩa bằng cái bộ màu xanh đó ở má là phạm nghĩa là cơm ở trong từ vựng đó messi là cơm này cô hỏng là bữa cơm cũng là cơm đúng không hoặc là si hanki là nồi cơm điện chữ bản ở trong xuất bản thì có một bộ nhìn nó hơi lạ một chút đằng trước nó là bộ phiến ở trong tấm mảnh thì cái bộ này nó sẽ chỉ có vài chữ thôi có cái bộ này thôi nó sẽ ít gặp đó nên các bạn chú ý nhé đằng sau là phản đối thì mình có câu chuyện là phản đối được uh, phiên phiến đã xuất bản đây phiên phiến mà đã xuất bản là phản đối nhé phản đối xuất bản phiên phiến ở trong thì vượng là supong supong thì là xuất bản đây có chữ xuất này và chữ bản luôn bảng ở trong tấm bảng thì mình có lần trước là cây đằng sau là phản đối thì câu chuyện là phản đối dùng cây làm tấm bảng đúng không? ở trong từ vựng là y tợ là cái tấm bảng tấm ván cam băng cam băng thì là cái bảng quảng cáo hoặc là cái biển hiệu bảng biểu ấy đúng không cụm là bảng tức là nó có thể là bảng đen hoặc bảng xanh được nó là bảng nói chung chữ giả ở trong giả thuyết thì mình có đằng trước là người đứng đằng sau là phản đối và câu chuyện là giả thuyết có người phản đối đây hoặc là người phản đối giả thuyết rất là dễ đây rồi minh họa này người đang phản đối là giả thuyết ở trong từ vựng là cả xét sự là giả thuyết này KT tê là giả định nên nó cứ ghép thôi đây giả này chữ giả nhá chuyển về co này chữ thuyết này nói trước tivi đó thuyết minh thuyết trình thuyết là xét sự và cái chữ giả định cũng thế giả tiếp tục chuyển về co này chữ định ở trong dự định quyết định chuyển về tệ phiến ở trong buôn bán thì buôn bán đến liên quan bảo bối đúng rồi đúng không tức là giả thuyết thì có người tấm bảng thì có cây còn bây giờ là buôn bán của bảo bối thì câu chuyện là phản đối buôn bán bảo bối thôi đây phản đối việc bán bảo bối chắc chắn là có bộ phản đối rồi ở trong thì vượng là hambai là việc bán này buôn bán phục ở trong đồng phục thì mình có đằng trước này em nguyệt đằng sau là phản đối nhưng mà cái cái nét ở dưới nó hơi xuống xuống một chút nhé các bạn chú ý thì câu chuyện là nguyệt phản đối mặc đồng phục đây bạn nguyệt bạn ấy phản đối mặc đồng phục thấy chưa vì bạn ấy muốn mặc đẹp hơn Đó. nguyệt phản đối mặc đồng phục được chưa ở trong từ vựng là phục cơ phục cơ thì nghĩa là quần áo này Xe phức cử thì là đồng phục Yô phức cử là uh, dương phục tức là quần áo Tây Để Các bạn thấy âm Hán này. Dương là chuyển vé Yô Sau đó là phục đúng không ạ Ở trên cũng thế nhá Chế chuyển vé Xe uh, Chế phục là đồng phục Còn dương phục là quần áo Tây Đấy, Giữa âm Hán là mình có thể là suy luận ra nghĩa hoặc là suy luận được Chữ báo ở trong báo cáo Đằng trước là gì đấy ạ Đằng trước là hạnh phúc đấy, cái chữ mà đẹp đẹp này là chữ hạnh phúc đó Đằng sau là phản đối Thì câu chuyện là Dự báo này, hạnh phúc bị phản đối Đây, dự báo Hạnh phúc bị phản đối Đây, hai người đã hạnh phúc là người ta có đồng ý Trong các tư vựng ví dụ như là yoho hộ là dự báo này là Dự báo thời tiết đúng không? Chữ dự chuyển về Yo Chữ báo chuyển về Ho Đây, tách ra Hoặc là Hô ho cô cử, là báo cáo Tách ra nhá Báo chuyển về Ho này Cáo chuyển về Cô cử trên tương ứng như vậy. Bây giờ mình cùng các bạn ôn tập lại một lần nữa để làm sao trong buổi học mà chúng ta có thể thuộc được nhiều nhất. thì đầu tiên là chữ làm gốc. đây là chữ dưới sườn núi đi lại là phản đối. đây là chữ phản nhé. thì tất cả các chữ sau sẽ giống chữ phản này và thêm một bộ gì đó. thì cái bộ thêm vào nó sẽ quyết định ý nghĩa nhé. chữ phản ở trong nghĩa là cơm thì cơm liên quan đến bộ gì ạ? Các bạn hình dung lại nhé Câu chuyện rất là dễ rồi, phản đối về ăn cơm <laughs> Chứ là trong đó có bộ thực ăn Bộ thực nhé, bộ thực khác chữ thực ở một nét đấy Thì uh, chữ phản cơm này đằng trước là bộ thực ăn, đằng sau là phản đối Và một câu chuyện là phản đối ăn cơm Thì cơm liên quan đến ăn Chữ này có bộ dẫn xước đúng không? Thì mình có câu chuyện là phản đối dẫn tới gì? Dẫn tới trả lại Đó, đây là chữ phản trong nghĩa là trả lại trong trải đồ chẳng hạn đúng không ạ? Chữ phản ở trong cái dốc Cái dốc thì liên quan đến gì? một Cái bộ màu xanh các bạn nhớ không ạ? Tức là cơm liên quan đến ăn Còn bây giờ dốc thì liên quan đến đất Vì cái dốc mà Thì có câu chuyện là Phản đối đi vào chỗ đất bị dốc Tức là phản đối đi vào cái chỗ đất mà nó bị dốc dốc lên Thì đấy là chữ phản ở trong cái dốc Chữ này liên quan đến bỏ bối Thì nó sẽ liên quan đến nghĩa nha Đây là bỏ bối này và phản đối câu chuyện là phản đối bán vỏ bối đây là chữ phiến ở trong buôn bán đó các bạn cứ để ý cái bộ màu xanh ở trong sách anh não nhé cái bộ màu xanh sẽ quyết định nghĩa tức là cái dốc thì có đất bây giờ buôn bán là có vỏ bối cơm là có bộ thực ăn chữ bản ở trong tấm bảng thì tấm bảng sẽ có gì ạ câu chuyện là phản đối dùng cây làm tấm bảng đấy tấm bảng thì có cây chữ này thì sẽ có một bộ bộ này sẽ rất ít dùng đấy là bộ phiến đây là trước đó là bộ phiến nhé Có trong bốn bộ nhưng bộ này là không thông dụng lắm và chỉ có một vài chữ của bộ này thôi Thì đây là bộ phiến Mình có câu chuyện là phản đối Chắc chắn là có bộ phản đối rồi Phản đối việc xuất bản phiên phiến Thì đây là chữ bản ở trong xuất bản Nó gồm hai phần nhé Bộ phiến và bộ phản đối Tức là phản đối làm ra sản phẩm phiên phiến mà đã xuất bản rồi Phiên phiến rồi mang tính chất là tạm tạm ấy Chữ giả ở trong giả thuyết Câu chuyện là gì ạ? Người phản đối giả thuyết Hoặc là giả thuyết có người phản đối từ đằng trước có nhân đứng chữ này đằng trước là hạnh phúc đằng sau là phản đối các bạn nhớ câu chuyện không ạ câu chuyện là dự báo hạnh phúc này sẽ bị phản đối à, từ là chuyện tình yêu đôi lứa bị phản đối đấy dự báo hạnh phúc bị phản đối các bạn biết chỉ cần để ý cái bộ thêm vào là bộ nào thôi thì mình nhớ rất là dễ chữ phục ở trong trang phục y phục quần áo câu chuyện là em Nguyệt phản đối mặc đồng phục đồng phục xấu đúng không tức là em nguyệt để mặc cái quần áo riêng của mình à, tức là em nguyệt này cậu với phản đối thì ra chữ phục ở trong đồng phục y phục thì mình sẽ cùng lướt lại với các bạn nhé các bạn chỉ cần để ý cái bộ thêm vào thôi chắc chắn là tất cả các chữ này có phản đối rồi bây giờ là ví dụ y phục thì có em nguyệt dự báo và báo cáo thì có hạnh phúc giả thuyết có người xuất bản thì có bộ phiến tấm bảng thì có cây phiến buôn bán thì có bảo bối cái dốc thì có đất phạm cơm tức là cơm thì có ăn đó tức nó sẽ liên quan kiểu như vậy thì mình vừa học mình vừa ôn tập thì nó rất là dễ như vậy mình đã hướng dẫn các bạn xong bài 54 tư theo như sách hạch não can di tập 1 các bạn có thể theo dõi tất cả các bài học khác theo như sách não can di tập 1, tập 2 và hạch não từ vựng ở trên kênh của tiếng nhật mỗi ngày thì trước các bạn sẽ học thật là giỏi tiếng nhật cùng với tủ sách hạch não